Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 4 tháng 5 năm 2017. Nguyễn Trung kính chào quý vị. Ông Đinh La Thăng chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Lầu Năm Góc chưa cho Hải quân tuần tra gần đảo nhân tạo ở Biển Đông. ASEAN tốt thí trong ván cờ Mỹ-Trung và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Vụ xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng tiếp tục gây ra nhiều đồn đoán, giữa lúc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức hội nghị lần thứ 5. Và theo giới quan sát, vụ ông Thăng có thể nằm trong nghị trình. Nhận định với VOA Việt ngữ, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trường Việt Nam, nói rằng đây là một động thái cho thấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đội ngũ của ông đang củng cố quyền lực bằng cách kiềm chế hay loại bỏ những nhân vật được cho là gần gũi với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Hiệp trả lời qua email rằng quan trọng hơn, ông Trọng và các cộng sự đang cố gắng thiết lập lại kỷ cương trong nội bộ Đảng Cộng sản cũng như toàn bộ xã hội vì thời gian qua đã có tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm vi phạm điều lệ tổ chức, coi thường kỷ cương phép nước. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Trọng để hỏi ý kiến của nhà lãnh đạo Đảng cầm quyền ở Việt Nam về nhận xét của ông Hiệp. Trong khi đó, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết rằng câu chuyện đáng chú ý này đang thu hút dư luận trong nước. Một cái mối quan tâm là người ta xem rằng là cái đảng cầm quyền này xử lý các cái vấn đề làm không được việc, nên là làm sai hay làm hỏng hay là phạm pháp như thế nào. Thứ hai là người ta cũng quan tâm đến những việc là cái sự đoàn kết nội bộ của chính quyền và một cái đảng cầm quyền đang ở mức nào. Tiếp theo là người ta cũng quan tâm đến những việc là nếu như là có các cái động thái thay đổi thì nó sẽ thay đổi theo hướng nào. Trước ông Thăng, tin cho hay từng có 3 ủy viên Bộ Chính trị bị kiểm điểm và thậm chí cách chức. Kể từ năm ngoái, quân đội Mỹ chưa thông báo bất cứ cuộc tuần tra để đảm bảo tự do hàng hải nào ở Biển Đông. Điều này báo hiệu sự thay đổi sau những tuyên bố trước đây của chính quyền của Tổng thống Trump rằng sẽ kiềm chế tham vọng của Trung Quốc. Lầu Năm Góc đã nhiều lần bác đề nghị của Hải quân Mỹ thực hiện tuần tra bên trong phạm vi 12 hải lý, cách các đảo nhân tạo và các thực thể do Trung Quốc kiểm soát, nơi nhiều nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền, theo một phóng sự của New York Times hôm 3 tháng 5 và hãng tin Breitbart hồi tháng 3. Tin của New York Times cho hay, trong diễn biến gần đây nhất, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, cách đây khoảng một tháng, đã đề nghị điều tàu vào vùng 12 hải lý của bãi Scarborough, cách bờ biển Philippines khoảng 195 km. Trung Quốc kiểm soát việc tiếp cận bãi này. Ngũ giác đài đã từ chối đề nghị đó. Tổng thống Trump đã tỏ ý sẽ có cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Trung Quốc, với hy vọng nước này sẽ giúp ngăn chặn Bắc Triều Tiên phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. Trung Quốc hôm 2 tháng 5 lên tiếng ca ngợi tuyên bố của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN về vấn đề Biển Đông, trong khi có nhận định cho rằng các nước thành viên của khối này là tốt thí trong cuộc chơi quyền lực của Mỹ và Trung Quốc. Dù có đề cập tới Biển Đông trong tuyên bố dài 25 trang, các nước ASEAN không nhắc tới chuyện lấn biển và quân sự hóa của Trung Quốc trong thông cáo công bố nhiều giờ sau khi cuộc họp thượng đỉnh kết thúc tại Manila, Philippines, quốc gia đang nắm vị trí chủ tịch luân phiên của Hiệp hội. Đây là chi tiết đã được nêu lên trong tuyên bố chung của ASEAN hồi năm ngoái, cũng như trong bản thảo thông cáo chung. Nhưng theo Reuters, đã bị xóa đi sau khi vấp phải áp lực từ Bắc Kinh. Nhận định về các động thái này, CNN đăng bài viết có tựa đề "Các tốt thí châu Á thất thế trong cuộc chơi quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc", dẫn lời tiến sĩ Matthew Davies, người đứng đầu khoa quan hệ quốc tế của Đại học Quốc gia Australia, nói rằng đó là thắng lợi của Bắc Kinh. Ông Davies nói tiếp rằng sự thay đổi về ngôn ngữ trong tuyên bố của Chủ tịch ASEAN là bằng chứng nữa cho thấy rằng các cường quốc lớn có sức nặng và các nước nhỏ phải chiều theo. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Sắp bước sang năm thứ 43 của ngày được gọi là thống nhất hai miền Bắc Nam, song vấn đề tôn giáo vẫn là hố sâu ngăn cách giữa một bên là cái tôn giáo quốc doanh được Hà Nội cấp giấy phép hoạt động và cái tín đồ tôn giáo trung thành tín ngưỡng của miền Nam trước năm 1975. Ông Nguyễn Bắc Truyển, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nói rằng suốt 42 năm qua, Hà Nội dường như rất căm ghét cái tôn giáo ở miền Nam này. Sau năm 1000, tháng 4 năm 1975 thì
nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bức hại, bách hại rất nhiều tín đồ tôn giáo ở tại Việt Nam. Đặc biệt là họ bách hại những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại miền Tây Nam Phần. Họ cấm tất cả những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sinh hoạt tôn giáo cho đến năm 1999 thì họ mới dựng lên một ban trị sự quốc danh của Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng mà họ dùng ban trị sự quốc danh đó để kiểm soát các cái tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Họ phân biệt đối xử với những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không ghi danh tại các ban trị sự quốc danh. Và họ hành hung, theo dõi, rồi sách nhiễu và thậm chí cầm tù những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Cho tới thời điểm này thì những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không còn ai ở trong tù nữa cả, vì đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo thì hiện nay không có người bị cầm tù về vấn đề này. Nhưng mà hiện nay việc mà cản trở các cái sinh hoạt của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vẫn còn xảy ra một cách nghiêm trọng ở tại miền Tây Nam Phần. Với những nhà sư không chấp nhận sự phụ thuộc vào Hà Nội như Hòa Thượng Thích Không Tánh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì để có được một nơi tu hành cũng không mấy dễ dàng. Tôi cũng là một cái thành viên của Phật giáo Việt Nam Thống Nhất kể từ 1000 trước, từ lâu, trước từ 1975 rất lâu. Thì chúng tôi cũng là một vị chức sắc, cho nên chùa Liên Trì của chúng tôi từ sau 1975 tôi cũng có dấn thân để đòi hỏi về nhân quyền tự do tín ngưỡng. Thì như vậy là chúng tôi bị tù đầy 3 lần. Nhà nước họ bằng mọi cách họ cô lập, họ phong tỏa, họ bao vây suốt trong nhiều năm. Và cuối cùng thì họ đã cưỡng chế và giải tỏa đến chùa Liên Trì. Sau thời gian cấm đoán quyết liệt tôn giáo Cao Đài, Hà Nội đã thành lập được một chi phái Cao Đài Quốc Doanh. Ông Trần Quốc Tiến, tín đồ Cao Đài, nói rằng đã có thời đạo Cao Đài bị xóa trắng. 20 tháng 7 năm 1978, nhà cầm quyền Việt Nam ra bản án Cao Đài và quy chụp đức hộ pháp của chúng tôi vì giáo chủ của nền đại đạo Tam Kiệt Phổ Độ, chống phá cách mạng, chống lại dân tộc và hệ tư tưởng lập một quốc gia trong một quốc gia. Sau đó, bắt một số chức sắc thiên phong của chúng tôi để đi học tập về cái bản án này. Và đến ngày 13 tháng 12 năm 1978, cái quyết nghị ngày 13 tháng 12 năm 1978 đó, thì trong điều 3 nói rất rõ ràng: giải tán hành chính tôn giáo Cao Đài từ trung ương tới địa phương. Và trong cái điều 5 đó thì Ủy ban tỉnh Tây Ninh phải thực hiện cái quyết nghị này trong vòng 6 tháng phải báo cáo cấp trên. Chính vì vấn đề đó thì đạo Cao Đài của chúng tôi hầu như bị xóa trắng. Công giáo có vẻ được Hà Nội chấp nhận dễ dàng hơn, tuy nhiên vẫn có địa phương như Côn Đảo, theo như lời của Linh Mục Lê Ngọc Thanh, nhà thờ vẫn không được cấp phép hoạt động. 42 năm rồi, nhưng tình trạng về tự do tôn giáo Việt Nam vẫn là một vấn đề, đúng như các cán bộ Việt Nam hay nói là đảng và nhà nước Việt Nam có chính sách nhất quán về tôn giáo. Nhất quán về tôn giáo của họ tức là hạn chế, vì ngay từ đầu họ hạn chế và đến nay họ nhất quán, tức là vẫn tiếp tục hạn chế. Vừa rồi chúng ta thấy ở Côn Đảo đó, đó là một cộng đồng có 400 tín hữu công giáo trên 7.000 dân cư, tức là hơn 6% dân số. Trước năm 1975, nơi đó đã có một nhà thờ khang trang, rộng rãi, mà hiện nay thì cái khuôn viên nhà xứ được dùng làm trụ sở của bộ đội biên phòng, và ngay chính nhà thờ thì đang bị bỏ hoang phế. Trong nhà thờ chỉ có 2 bàn 4 bàn, và phía trước sân thì là quán cà phê. Xóa hết mọi dấu tích tôn giáo, tháp nhà thờ, chuông nhà thờ bị hạ xuống và mang đi bán. Các tượng ảnh đều không còn. Giờ đã là năm 2017, tự do tôn giáo không thể tiếp tục là những mỹ từ cho son phấn chế độ. Theo lời của ông Trần Quốc Tiến, Hà Nội cần trả lại tôn giáo cho người dân Việt Nam. Cái kết luận của chúng tôi ngày hôm nay đó, thì trong cái thời gian dài đằng đẵng 42 năm, chúng tôi mong ước rằng nhà cầm quyền Việt Nam là
đã là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Thì chúng tôi ước mong rằng nhà cầm quyền Việt Nam nên sáng suốt và thực hiện theo Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Và Hiến pháp của Việt Nam cũng rất rõ ràng về vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tôi mong rằng họ phải thực hiện đúng cái cam kết cũng như cái hiến pháp của họ đã đề ra, để cho chúng tôi được tu, được tự do tín ngưỡng tôn giáo và niềm tin của chúng tôi trong cái cộng đồng tôn giáo Cao Đài cũng như tất cả các tôn giáo khác ở trong Việt Nam này. Người ta nói rằng nơi đất cằn cỗi nhất, thời tiết khắc nghiệt nhất, một bên hứng gió Lào, một bên đón nhận bão như Quảng Bình, cũng là nơi mà loài cây gỗ quý, thơm tho và có giá trị nhất mọc dễ dàng, sinh sôi nảy nở. Đó là gỗ Huê, còn gọi là huỳnh đàn, xưa đỏ hay trắc thối. Sự hình thành, tồn tại qua thời gian của Viện Mồ Côi, trẻ em tàn tật ở Hướng Phương, thuộc Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hướng Phương Quảng Bình, có nét gì đó giống một cây xưa đỏ đã hình thành sau bão giông và nắng gió. Với số lượng 105 trẻ em mồ côi, trong đó 30% trẻ em ở đây bị khuyết tật, không có khả năng quản lý hành vi. Không có nguồn tài trợ của nhà nước, hoàn toàn dựa vào việc tự cung tự cấp, nhưng cô nhi viện Hướng Phương đã có những thành tựu đáng kể. Mục đích chủ trương của các xưa là nuôi các cháu, gom góp để nuôi các cháu. Rồi thì trên đây thì nuôi dê và bò, để cũng có mục đích để bò thì sản xuất trâu, trâu bò sản xuất cày cấy ít thôi chứ cũng đất ít thì thôi chứ cũng nuôi được nhiều. Còn dê thì nuôi cái dê mà ở trong ran, rồi bịt cỏ bịt mạ cho nó ăn chứ cũng không mỡ, mỡ trong vùng thôi. Rồi còn đây thì trồng sắn, trồng bắp với lại khoai, khoai lang để nghiền, phơi khô nghiền làm bột cho vịt ăn, cho bò ăn, cho heo ăn, để mà làm thịt cho trong nhà ăn với các cháu ăn, chứ không mua ngoài, vì mua ngoài bây giờ là cái gì cũng độc địa cả, thuộc men cả. Chúng con là thuộc dòng Mến Thánh Giá giáo phận Vinh, nhưng mà công đoàn thì nằm ở tỉnh Quảng Bình. Mái ấm của chúng con thì hiện tại đang nuôi 105 cháu mồ côi và khuyết tật, trong đó có 20 cháu mồ côi. Thì hiện tại có 15 cháu đi học ở trường, học từ lớp mầm non thì 5 em, học trường cấp 1 5 em, và học cấp 2 3 em, và học cấp 3 2 em nữa. Thì đó là các cháu thuộc mồ côi, vượt cả cha cả mẹ. Có một số em thì là mồ côi cha, còn mẹ thì bị khuyết tật, cũng mất sức lao động, cũng ở cả mẹ cả con cũng ở tại trung tâm của chúng con luôn. Tọa lạc trong khuôn viên rộng 4 hecta với các vườn rau, trại chăn nuôi, ao cá, xưởng nước đá và kho làm mắm. Hầu như mọi thứ lương thực thực phẩm ở Hướng Phương đều tự cung tự cấp, và cách sắp xếp công việc ở đây cũng khá nhịp nhàng, khoa học. Hàng ngày, những cháu có sức khỏe nhưng không đủ trí lực để đến trường thì được đi giữ trâu, chăn dê, cắt cỏ và được vui chơi theo chế độ đặc biệt. Những cháu nhỏ được các sơ đưa đến lớp mẫu giáo, sáng đi chiều về. Nguồn thu nhập từ trại chăn nuôi, xưởng nước đá cũng như các vườn rau được gom góp thành quỹ hoạt động lâu dài của cô nhi viện Hướng Phương. Hàng ngày thì cứ làm, cứ tháng 12 ngày là khi mùng thì cứ đi làm đó. Rồi các cháu thì về thì cũng các cháu ba mình về thì các cháu vui vẻ đi. Thì cũng phấn khởi đấy chứ đáng, cũng có chi mà phải sợ tí cảm từ trong gia đình phấn khởi. Thì cô dự tính là cho tất cả 20 em đi học, cho hỗ trợ cho mấy em để học cho tới đủ của cái ước nguyện của mấy em, là học hết lớp 12 rồi có thể là học thêm nữa, có sẽ hỗ trợ cho mấy em tới học hết lớp thành tài luôn, thành ước nguyện của mấy em. Còn cái trung tâm này á, thấy mấy sơ rất là giỏi, mấy sơ chịu cực chịu khó để tạo dựng cái cơ sở này. Phía trước là một con đường đầy chông gai, bởi việc nuôi các trẻ mồ côi không chỉ dừng ở nuôi cho khôn lớn, mà mục tiêu của các sơ ở Hướng Phương là nuôi các cháu trở thành người tốt, có ích cho cộng đồng xã hội. Muốn vậy, không có gì khác ngoài việc dạy dỗ cho các cháu có được phẩm hạnh và đạo đức làm người ngay từ nhỏ. Bên cạnh đó, những cháu có khả năng đi học thì các sơ dạy cho các cháu biết ước mơ, biết lấy tri thức và nỗ lực học tập làm phao cứu sinh cho số phận.
Hiện tại, Hướng Phương có trên 30 cháu không đủ khả năng tự tồn tại bởi dị tật. Các cháu còn lại khỏe mạnh và đang tuổi đi học. Đặc biệt, việc vào đại học của các em cũng là một nỗi lo của các sơ. Và dường như trong hành trình vào đời của mỗi trẻ mồ côi, điều thấm đậm yêu thương của những bà mẹ chưa bao giờ sinh ra họ, cũng như những người mẹ thoáng qua trong cuộc đời, đã yêu thương họ như máu mủ ruột thịt. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 3 tháng 5 hoan nghênh đối thoại giữa Bắc Kinh và Manila về tranh chấp Biển Đông trong cuộc điện đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Cuộc điện đàm diễn ra 2 ngày sau khi ông Duterte đi thăm tàu chiến Trung Quốc cập cảng Philippines, thể hiện mối quan hệ hâm nóng với Bắc Kinh. Báo Nhà nước Trung Quốc dẫn lời ông Tập nói, sự tin tưởng lẫn nhau về chính trị giữa Trung Quốc và Philippines tiếp tục phát triển và hợp tác đôi bên đang nở rộ trên tất cả mọi lĩnh vực. Vẫn theo lời Chủ tịch Trung Quốc, các kênh đối thoại và đàm phán về vấn đề Biển Đông đã được thiết lập và sẽ mang lại lợi ích cơ bản cho hai nước. Hãng tin Reuters tường thuật rằng, trong cuộc điện đàm này, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên. Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg ngày 3 tháng 5 loan báo công ty sẽ mướn thêm 3.000 nhân viên trong năm tới trước các báo cáo về các nội dung không phù hợp trên Facebook và tăng cường xóa chặn các video, quay cảnh giết người, tự vẫn hay những hành động bạo lực khác. Theo Reuters, chiến dịch này có thể được coi như sự nhìn nhận của Facebook rằng phần mềm tự động cải thiện việc giám sát nội dung vẫn chưa đủ. Facebook Livestream đã bị lạm dụng kể từ khi ra mắt vào năm ngoái với các hình ảnh bạo lực. Ông Zuckerberg cho biết, 3.000 nhân viên mới sẽ được bổ sung cùng với 4.500 người hiện nay sẽ theo dõi tất cả nội dung trên Facebook, không chỉ các video trực tiếp. Giới truyền thông Mỹ nói, báo chí đang đối mặt với nhiều thách thức, kể cả vấn nạn tin giả. Đánh dấu Ngày Tự do Báo chí Thế giới mùng 3 tháng 5, Hội đồng Quản trị Phát thanh và Truyền hình Hoa Kỳ và Trường Truyền thông và Công vụ thuộc Đại học George Washington tổ chức diễn đàn về tầm quan trọng của báo chí, bảo vệ tự do báo chí và an toàn cho ký giả. Các diễn giả thảo luận về tình trạng khát thông tin chính xác ngày càng tăng trong công chúng và nỗ lực của một số chính quyền hạn chế việc tiếp cận thông tin. Ông John Lansing, Giám đốc điều hành Hội đồng Quản trị Phát thanh và Truyền hình Hoa Kỳ BBC nói, nhìn vào những gì đang xảy ra và những thông tin tung ra từ Điện Kremlin, đây không chỉ là việc tung ra chuyện thất thiệt, mà đúng hơn là một chiến lược nhằm thuyết phục là không có gì có thể được coi là một sự thực mang tính thực nghiệm. Những sự thực đó đã bị các chế độ như thế thách thức. Đó là điều cũng đang xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuần trước, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới công bố phúc trình về tự do báo chí thế giới năm 2017, xếp Nga thứ 148 trên 180 quốc gia khảo sát. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới nói, từ năm 2012 cho đến nay, các hãng tin độc lập hàng đầu nước Nga hoặc đã bị chính phủ nắm chặn quyền kiểm soát hoặc bị ngăn chặn. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ sụt 4 bậc xuống hạng 155 trong chỉ số tự do báo chí. Theo Freedom House, một nhóm cổ vũ cho dân chủ, tự do báo chí trên toàn cầu đã sa sút xuống mức thấp nhất trong 13 năm qua với những mối đe dọa mới đối với các nhà báo và các cơ quan truyền thông ở các nền dân chủ hàng đầu. Trong khi đó, bà Alice Labott, phóng viên của CNN nói rằng, chúng ta không chỉ vấp phải khó khăn trong việc đưa thế giới đến với Hoa Kỳ, mà ngày càng gặp khó khăn hơn trong việc đưa nước Mỹ đến với thế giới, vì chính môi trường ở đây, ngay cả ở nước Mỹ. Khó khăn không phải về mặt pháp lý hay về sự hiểm nguy, mà là sự tôn trọng đối với báo chí. Tổng thống Donald Trump từng miêu tả truyền thông là kẻ thù của nhân dân Mỹ. Ông tố cáo một số hãng tin Mỹ là loan truyền tin giả. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới nói, những luận điệu bài truyền thông của ông Trump khích lệ lãnh đạo các nước khác tăng cường ngược đãi giới truyền thông ở nước họ. Đáp câu hỏi, liệu đài VOA có giữ được tính trung lập để không trở thành tiếng nói của chính quyền Trump hay không? Ông Lansing nói, cần phải hiểu rằng, theo hiến chương VOA, làm như vậy là bất hợp pháp. Nằm trong khuôn viên Quảng trường Quốc gia ngay trung tâm thủ đô Hoa Kỳ, một bức tường đá đen khắc tên tưởng niệm trên 58.000 cựu binh Mỹ đã hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Đây cũng là một trong những địa điểm thu hút nhiều du khách nhất mà khi đến đây, phóng viên VOA đã chứng kiến một câu chuyện đáng suy ngẫm. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Dù nằm mãi phía cuối Quảng trường Quốc gia rộng lớn mà nếu đi bộ từ trụ sở Quốc hội thì phải mất hơn 40 phút mới tới. Nhưng đài tưởng niệm cựu binh chiến tranh Việt Nam luôn thu hút nhiều du khách.
Phần lớn những người đến đây đều là các bạn trẻ dưới 20 tuổi, những người ra đời sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc gần 3 thập niên. Nhưng cũng có những người tìm tới đây để mong được gặp lại những người bạn thân từ thuở niên thiếu. Bạn học cấp 3 của tôi hiện ở đây, chúng tôi thường chơi cờ vua với nhau. Anh ấy còn chơi một ván cờ với tôi trước khi sang Việt Nam. Anh ấy thiệt mạng sau khi sang Việt Nam được 2 tuần vào năm 1967. Giờ đây sau 50 năm, kể từ khi anh ấy nhập ngũ và sang Việt Nam, chúng tôi mới gặp lại nhau. Rất nhiều kỷ vật đã được người thân của những cựu chiến binh này đem đến như một sự tưởng nhớ. Đó có thể là những bức ảnh đã ố màu, hay một món quà đơn giản như một điếu thuốc, một bó hoa tươi, hay một câu chuyện cũ về tổng kho Long Bình được dán kín trong phong bì như thế này. Rõ ràng người Mỹ chưa quên được những câu chuyện của hơn 40 năm trước, và những câu chuyện ấy vẫn đang ngày ngày được kể lại cho những người trẻ tuổi, những người mà khi họ sinh ra thì chiến tranh đã lùi sâu vào quá khứ, để tất cả cùng nhớ về một cuộc chiến đã khiến rất nhiều thanh niên Mỹ lúc đó ngã xuống. Em đang tìm kiếm một điều gì đấy à? Vâng, đúng vậy ạ. Có phải em đang tìm kiếm người thân của mình trong danh sách những cựu chiến binh được ghi danh ở đây? Đài tưởng niệm cựu binh chiến tranh Việt Nam thu hút trên 5 triệu lượt khách dừng chân mỗi năm. Và chắc chắn, người Mỹ sẽ còn ghé thăm nơi đây trong nhiều thế hệ nữa. Những vòng hoa vẫn sẽ được đem tới đây thường xuyên như một sự tưởng nhớ. Và những câu chuyện về một cuộc chiến cách đây gần nửa thế kỷ vẫn sẽ tiếp tục được kể lại cho các thế hệ mai sau. Các phương thuốc cổ truyền của Trung Quốc như châm cứu, dù có tác dụng hay không, đang thu hút nhiều người mộ điệu ở nước ngoài. Có một vài bằng chứng khoa học ủng hộ quan niệm cho rằng các hợp chất tự nhiên trong hoa và vỏ cây có thể thật sự có tác dụng hồi phục sức khỏe. Chúng hoạt động giống như aspirin, một hợp chất tự nhiên được tìm thấy trong vỏ cây liễu. Nhưng với đà tăng phổ biến thảo dược Trung Quốc, tệ nạn thuốc giả và thiệt hại cho thảo mộc trong thiên nhiên cũng gia tăng. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Hạt của cây mộc hoa được sử dụng trong y học Trung Quốc để chống lại nhiều chứng bệnh, từ tiêu hóa kém đến ho. Còn vỏ cây và nụ hoa mộc lan được dùng để điều trị chứng trầm cảm và hen suyễn. Việc thu hoạch và bán các sản phẩm này đã trở thành một ngành kinh doanh lớn. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, thị trường này tiềm tàng đủ các mặt hàng hạng hai. Tên của các thực thể này rất đa dạng, do đó khó mà theo dõi chính xác loài nào đang được buôn bán. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học ở Anh đã làm một cuốn sách tham khảo để giúp các bác sĩ muốn kết hợp y học cổ truyền để điều trị bệnh. Các bác sĩ phương Tây đang ngày càng hiểu thêm về cách các liệu pháp này hoạt động, nhưng họ không thạo việc đánh giá chất lượng các nguyên liệu họ kê toa. Đây là một trong những lý do chính chúng tôi viết cuốn sách này, để cố chỉ ra các loại thuốc cụ thể của Trung Quốc hiện đang trở nên khan hiếm trong tự nhiên và đang được thay thế bởi những loại trông tương tự nhưng rẻ hơn, hoặc một thứ khác mà có lẽ ít hiệu nghiệm hơn. Đây không phải là một vấn đề lớn ở Trung Quốc, nơi các bác sĩ có kinh nghiệm làm việc lâu năm với các loại thuốc cổ truyền. Nhưng ở phương Tây, làm thế nào để phân biệt được các loại cây khác nhau? Ta đã đầu tư rất nhiều tiền vào cách chúng hoạt động và làm thế nào ta có thể cải thiện một cách tốt nhất. Có lẽ là chất lượng hoặc cách ứng dụng chúng. Nhưng có rất ít đầu tư vào việc kiểm tra xem chúng có thực sự là loại thực vật đúng hay không. Trường hợp hiện tại, chi bối mẫu, củ của loài cây này được dùng để trị ho và viêm phế quản, nhưng đối với người không có kinh nghiệm, rất khó để phân biệt thật giả. Đó là những phương thuốc lâu đời trong y học cổ truyền Trung Quốc. Chúng hiệu nghiệm đến nỗi mức cầu thật đáng buồn, giờ đây cao đến nỗi nhiều loại trông tương tự đang được sử dụng. Leon hy vọng sách tham khảo của họ sẽ trở thành sách giáo khoa dành cho các bác sĩ phương Tây, những người muốn hướng tới các liệu pháp tự nhiên. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi các chương trình Học tiếng Anh của đài VOA.
Welcome to English in a Minute. This idiom sounds a little painful. Pain in the neck. What causes a pain in the neck? Hey, welcome back. How was your trip? It was great, until I missed my flight home. Missed your flight? How did you get back home? First, I took a 12-hour bus ride. Then, I took a train the rest of the way. It was a major pain in the neck. Wow, and you came straight to work. If something is a pain in the neck, it is generally something that is very annoying. You would rather not deal with whatever is causing you a pain in the neck. For Anna, her return trip turned out to be a big pain in the neck. Literally. And that's English in a Minute. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I'm Kaveh. Kaveh, I was thinking about asking you something for a really long time. Really? What is it? Well, if you were a tree, what kind of tree would you be? That's the question you wanted to ask me? Sure. It's because we're talking about present unreal conditionals today. And the question I asked you is a very good example of that. So you're telling me that the present unreal conditional expresses what you would do in an imaginary situation. Basically, if A happened, B would happen. Exactly. And using this example, you could say, if I were a tree, I would be a willow tree. These are fun. Let me try. If I were a tree, I would be an oak tree. They're strong and mighty. And if I were a tree, I would be a bamboo tree. They're also strong and flexible. Lucia, you know what animals like to eat bamboo leaves? Pandas. If I were an animal, I would be a panda. And if I were an animal, I would be a lion. They're the kings of the jungle. Better yet, if I had $1 million, I would buy a panda. And if I had $1 million, I would definitely buy a lion. See how easy and fun these are? Yes, and you see, there are a lot of fun ways to use present unreal conditionals. And that's Everyday Grammar. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ xin gửi về địa chỉ voabạnlambao@gmail.com. Nguyễn Trung xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.